mừng ca đầu xuân do thôn Vạn Nhật Văn Nghệ của thôn Trường Thu trình bày, xin trân trọng kính mời. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chào đón đội văn nghệ của thôn Trường Thu ạ. Sau thôn Trường Thu là câu lạc bộ Sao Văn Trở Điện. Cho phép những người làm chương trình văn nghệ hôm nay xin gửi. Vậy là một năm nữa sắp qua đi và Tết tươi thắm cho em xanh và con mừng của trẻ con, ai cũng nhớ truyền thống. Thân ái đã và đang lăn vào mở đầu chương trình văn nghệ. Oh,
tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay.